Rồi ok, mình xin chào tất cả anh em nha. Thì hiện tại hồi sáng anh em 5 giờ thì mấy anh em mình thức rửa mặt đánh răng này kia anh em. Thì hồi nãy mấy anh em mình ăn sáng cũng một hơi nữa. Hiện tại bây giờ là đâu cũng 6 giờ sáng anh em ơi. Đó thì bây giờ mình mấy anh em mình sẽ chạy dài dài vô cái khu vực mà Tân Hưng, Vĩnh Hưng nha anh em. Đó thì bữa nay mình tiếp tục mình đi chung với ông bạn của mình nữa nha, Sambo. Với hai ông anh Quân với anh Thanh, thì hai ảnh đi vô chổng trước nha các bạn. Đó thì mới thì mình ghé ngay đây mình thấy cái lúa vàng đẹp quá nè. Đó mình quay cho anh em xem. Sẵn tiện nha mình ghé ngay kìa. Đâu rồi, ngay cái miếu nữa anh em ơi. Ghé thì ghé ngang đốt cho ông bài đó để thuốc luôn. Giai bữa nay mấy anh em mình sẽ đi săn những con tuần hú thành công nha anh em. Rồi ok thì mời anh em cùng tiếp theo dõi cái hành trình của mình với ông bạn mình ngày nay nha. Trời, bắn vô cái mỏ hay gì trời, em bắn một cái cốc luôn rồi sao mà nó té, em thấy té xuống rồi sao nó bay lên lại à, xàm thôi. Trời ơi, em bắn ngang một cái cốc luôn á. Ấy nãy con còn đậu dễ nữa mà nó không kêu, tôi cũng không kêu. Nặng ghê không? Có không đậu hai con nữa. Con bông. Bông nó bay rồi. Con tôi hú bê đê các bạn ơi, quá nặng luôn các bạn. Con té xuống một cái bình luôn. Thì cái này bắn không có dơm nữa mà không thấy luôn các bạn. Nó quá phức rồi, mấy cái lá này nó quá bự rồi các bạn. Chứ nó hơi bị ngược nắng á, nó hơi tối á. Ngay cổ rồi. Dưới xe bô, nó chạy xe bô. Đâu rồi? Vào bên kia xe bô. Nó chạy qua đây nè. Đâu rồi, bên đó đó. Đâu rồi trời? Tôi hú đen á nha. Bự á. Nó chạy.
chạy đâu trời? Phải chạy qua đây không? Ừ. Em chạy xuống liền trời. Chạy lên hình. Nó lủi hay lắm á. Cái chừng nó lủi xuống lục bình là giục luôn á, mắc luôn á. Vừa vừa với vợ. Để cho nó xuống lục bình nha anh em. Ai chui ở đây đường đâu kiếm trời. Cái bể của tôi mất tiêu rồi đó. Quá hay. Bỏ đi coi. Mất tiêu luôn nha các bạn. Mấy anh em đi vô đây quặng ở đây nè, 4 anh em. Thì hồi nãy mà nó té xuống các bạn, phải là mình mặc cái quần dài á. Mình ban xuống luôn rồi. Tại bữa nay mình đi săn mình mặc cái quần sọt các bạn, quần ngắn. Ban xuống mình sợ cái gai này kia nó nguy hiểm lắm các bạn. Bây giờ thôi đi xuống từ từ đi. À, con này nó mắc mình kiếm con khác nè các bạn. Quá hay luôn. Bắn double kill luôn các bạn. Hồi nãy mới bắn con kia mới lụm xong cái mình mở cái máy túc lên. Cái nó đầu cái nó bay lại các bạn. Mới túc lên cái bay lại liền. Bắn một viên nữa cái gớt luôn. Kể cánh mất tiêu luôn. Vòng nó bay đảo lại cây đắng hello nè. Đây bạn. Quân idol giờ mới hạ được anh em. À, mình mới hạ con tù hú bông lần kia các bạn. Thì anh thấy mình bắn gớt con tù hú đây nè, sợ kiếm tiếp. Con đen của em bỏ trong luôn chưa? Bỏ vô rồi. Tắt máy xe đi. Đá chổi xuống thôi, vững. Tắt máy. Lậm. Gì trời? Bay luôn rồi kìa. Có một cái binh luôn mà giữ giữ nguyễn rồi. Bên kia anh Thanh. Quay xe đây, quay xe bển này, hai em bên đây. Hai con luôn, con đen con bông. Hai mình bông đậu luôn. Đây mình đậu mát rồi. Hai bông luôn. Lông trời. Chú vô cái xài luôn. Rồi ok anh em ơi. Thì mấy anh em mình hiện tại là mới về tới cái điểm ở đây anh em. Nó có một cái cây xanh. Một cái cây xanh anh em. Trái rất là dữ luôn. Thì mấy anh em mình thấy chật chảo quá nhiều anh em ơi. Đó, thì bây giờ mấy anh em mình sẽ túc bắn một mớ chứ chảo nha. Đặng về chút nữa anh em mình nấu nướng á, anh em mình xổi cây nướng ngồi ăn nha anh em. Đó. Đủ đủ rồi, Sư Phô. Nó lại dính cho em Sư Phô. Thì các bạn nè, ở trên các bạn nè. Nằm trên các bạn á. À đó. Chụp lại các bạn nha, để nó bay đó nha, nó còn bay được á. À, xử luôn đi. Trời ơi. Cục lắc luôn rồi tài. Mất tiêu nữa Sư Bô ơi. Mất tiêu nữa. Dính rồi hả? Dính rồi chú ơi. Bắn vô mình. Lủi vô che luôn rồi. Thank you.
Trời ơi trời. Mấy người đang trên anh em ơi. Trời nó mệt. Mình canh cho nó lặn nếu anh em cái mình chạy vô. Mấy người đang trên đầu miếng. Như đạn thì nó đi ngay đó anh em. Mà hãy thấp xíu xíu nữa là hết sọt rồi. Nó hơi trên rồi. Rồi trời chạy chạy tới ngoái vô mệt. Cõi luôn có chỗ nào không qua viên luôn ơi. Đó củi khô queo dần rồi thấy không, mấy cây tràm này sao sao có dữ nè. À được rồi, củi luôn. Ừ, củi vậy, ngon rồi mình nhúng cái đó đó. Mấy tràm lâu rồi, cháy lâu. Đây các bạn thì mấy anh em mình hiện tại là bây giờ cũng đâu cũng 12 mấy 1 giờ các bạn, từ trong Tân Hưng Vĩnh Hưng mà chạy về tới ngoài đây các bạn đó. Thì bây giờ mấy anh em mình sẽ bắt đầu nấu nướng này kia nha các bạn đó. Thì mấy anh em mình có cái chạy đó, lên cái chạy đó mấy anh em mình ngồi nha. Hay là bây giờ trời nó cũng hơi ui ui rồi các bạn ơi. Đó là mát à, xỉn nữa rồi các bạn ơi. Xỉn nữa. Đây các bạn, để mình quay thành quả cho anh em xem xong rồi mấy anh em mình sẽ bắt đầu nhổ lông nha các bạn. Thì hai anh mình cũng về nhà cũng ghé cũng lấy đồ thêm nha các bạn ơi. Hiện tại là mình với ông bạn mình ra trước được hai tu hú các bạn. Khá là bự luôn. Rồi giờ sớm mà túc bắn cũng được chín chào chảo với hai cu gốc. À cu gốc đó. Con trống đúng không? Ừ, con trống hàng máy gì tôi cũng không gành nữa. Đây. Đậu đỏ nè. Ừ. Rồi, ok thì mời anh em cùng theo dõi cái hành trình nấu nướng của mấy anh em mình nha. Tại là mấy anh em mình ở ngoài ngoài chiến gần giữa đồng rồi các bạn. Vậy đó thì cái đường cầu thì khá là hầm luôn các bạn, chứ trường này khá là hầm luôn. Ở ông anh mình ổng bay xuống dưới đây ổng nhổ lông luôn nè. Ông bay xuống dưới đây ổng ngầu nhổ mì bẹp dưới nè. À hơi chịu hết nổi rồi các bạn ơi. Đổ hồi quá được. Mình ở đây mình cởi áo ra luôn rồi. Ở đây chắc chiều mới mát được các bạn. Còn không thì trời ui xíu mưa lâm râm này kia là ở ngoài đây là lý tưởng. Kìa lấy tôi không đi giữ cá nha các bạn. Cá biết sao không? Mấy anh em mình phát hiện cá lặn quá trời luôn. Anh lấy ra anh vũ á. Lấy ra đây rửa túi. Ồ đất. Rửa túi sạch cây. Để mình quay cho các bạn xem. Anh giặt đồ bình cho cây. Đây 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 có cái kẹo này nè, có cái kẹo này thơm nè, lấy em. Đây cho nó bắt được nè. Cái gì? Cái mũ hả? Ờ có tấm mũ á, nè cá lăng nè các bạn. Cá lăng nói chung là mấy con này là nướng ăn là khậy luôn kìa. Nè nhéo con như này thấy không? Cá lăng này là hầm là cá sạch đó. Xịn không luôn rồi kìa trời. Nè cá nó bu sạch đó. Nè. Nó táp hồi mẻ tôi hú luôn vậy. Xác cho bà đi. Xác vô. Đủ. Sao bắt được? Sao bắt được? Được. Được, đó, kè bắt. Một con. Đấy là hết, những đi. Đó các bạn. Bẻ cho ngay. Lại đây nè, lại cái trống trống đằng đây nè. Giữ đây nè, giữ đây nó lại đi không ạ? Đây các bạn, thành quả của mấy anh em mình hôm nay đi săn nè, sớm giờ bỏ lên rồi các bạn, mà không dám quay gần các bạn ơi. Đó thì hôm nay mình quay xa xa nha. Tại quay gần hay bị YouTube tắt quảng cáo quá các bạn. Đó, ấy cá kìa. Để cá vô nó. Cá kìa, hồi nãy mấy anh em mình bắt được một bọc các bạn. Dùng tô hú bắt cá. Dùng mấy tô hú bắt cá các bạn. Đưa cái gì đây vậy? Quên video luôn. Đây các bạn, thành quả của mấy anh em mình chín trước nha các bạn. Thì mấy con chân chảo này nó nhát lửa nó mau chín nè. Còn tô hú thì với mì bẹp khá là lâu chín các bạn ơi. Nướng sớm giờ.
mà cắt ra nó còn hơi ứ nữa các bạn. Rồi để anh Mạnh mình cũng ăn review trước cho chảo các bạn. Ăn bẹ luôn á anh. Bẹ nó ngon thiệt. Tán ra đây. Vô tán ly rượu ra đi. Đây các bạn, giải khát nha các bạn, nước giải khát. Cả hai ly đi. Hôm nay toàn là ná thủ không các bạn ơi. Thử bị cho chảo nha. Các bạn, đó. Không mà nhìn nó hồi ngày nãy nó ăn ba cái trái gì mấy tu hú ăn không à. Cầm miếng dưa leo. Kém vô bình thường. Mỗi bay làm việc mình hoài. Sao cảm nhận sao, cảm nhận sao? Nó cũng ngồi như tu hú thôi. Cá là bồ. Không? Thơm hơn tu hú. Nó thơm hơn tu hú đúng không? Cái hồi tàn hình mấy tua mấy con chân chảo này càng ngày nữa rồi. Nè, ăn bị cá coi nè. Lấy con cá là ăn bịa rồi. À cá này mới mập rồi các bạn. Cá này bịa, cá này bịa nhóc. Là quay cận cảnh rồi. Mở em ăn cá lăng nha. Cận cảnh cá lăng quá liều. Thằng cảnh nè. Cá lăng động. Đâu có cá lăng này cái bịa dữ thằng luôn. Cá lăng động. Cái này coi chừng không có giọt luôn. Anh mình thì ổng phải đi săn bắn gì chứ anh không có ăn mấy con chân chảo hay là chim còi được nha các bạn. Anh ăn anh bị nhận nhợn cái gì. Anh như có bầu bạn cá thành cho bạn nói. Chứ sao cá nè. Vô cái nè. Cái cá mà ăn. Ủa này hồi tối rồi Sobo vô đây đi Sobo. Cá mà ăn cá mà. Sao em tình yêu sao đi. Mà cái đây quay vô sáng nè. Mời anh em ăn cá lăn đồng nha anh em. Mời anh em nha. Rồi vô. Ê bộ người ta. Nãy nó lụm cái giấy lên. Tôi cái đầu coi. Tôi cái đầu coi. Mình ăn cái đầu thì mình né nha các bạn. Mình không có quay cận cảnh nha. Tới ai vậy? Anh Sang nãy mới uống hả? Uống. Anh Sang với Linh nè. Theo dòng đi ở bển gốc ba người đi bên đây ba người. Đúng rồi, lấy cái đưa đi tè. Vậy đây. Cho vụ thoát cái gì vô đi ạ. Rốt bằng rồi đi. Rồi bên mình cái bằng này. Thật, ăn cái bẹ cái thật. Ngon bổ thiệt. Chào chảo nó cũng ăn trái cây mà đâu có ăn gì đâu. Bị câu gà. Được. Sao không được. Mới lần cái thôi mà. Không phức à, nó ăn một cái trái cây ngoài như tu hú gì đó. Mày xé làm gì? Để gì luôn, để cái đùi luôn. Để cái đùi luôn. Để con gì luôn, cầm con cá luôn. Ờ nó vậy đó. Rồi chấm mày. Chấm lúc luôn. Mời các anh em nha. Mời bạn. Mời bạn nha. À. Thử này. Nó giống bẹ tu hú rồi đó, ăn bẹ tu hú chưa? Chưa ăn bẹ hả? Chưa ăn bẹ tu hú hả? Chưa. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Ngon. Từ từ. Nhảy không? Thấy không? Ngon bạn không? cười chắc chắn đầu dày lắm cúm nấm hả ngày nay mình gặp cúm nấm quan rồi hai tớ em rồi tớ tớ ai minh mình đâu rồi ba người đó trả cái ly bên em tớ em tớ em phải không sớm giờ bỏ hoài hẹn muốn chết luôn nhóc ly thôi dễ tất cả anh em nha nhóc ly thôi mà dễ cứ sốt á nãy buộc cắt đậu nhóc luôn đậu lần ba cũng mua quá có ừ. Ly thôi trời dốt luôn dưới luôn chạy lỡ hấp khan nước quá anh em nha sao bò cái bẹ này cảm nhận này à, cái này của tôi à, quên đó bẹ nè quầy lỡ thấy gần quá cái bẹ cảm nhận đi này mời tất cả anh em nha em quay lại bẹ quay cho trời cháy nắng không ở trong đó quay gà nó cháy nắng anh em phải quay ngược lại vậy nè đây hấp cái ghi vô đi bộ dịch ghi đi dài ngọt để em ngó bột bột không ngọt mà cái trái này nó ngon mà tới sầm bông bẹ em á coi lý á mở đem á ngọt ngày đã có mùi đâu thơm nhai cái này nó mới thơm nhất ừ. Thôi thu gốc tôi đâu rồi mà chả thơm có béo bằng bẹp 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 không mấy bằng bẹp bẹp ăn bẹp bẹp béo béo không béo bằng bẹp 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 nó thơm là bẹp bẹp đã không để cái bẹp rồi cả anh em ăn đùi cu gốc nha không mang ăn luôn ăn bẹp cu gốc à cu gốc ăn gì ta cũng ăn trái cây ăn trái cây không à dài ngon ừ thử cá thôi nghỉ
Rồi, ok các bạn ơi, thì chắc video mình xin kết thúc tại đây luôn nha các bạn. Rồi thì chúc tất cả anh em xem video vui vẻ nha.